đủ khẽ không anh? Sống mẹ em chạy chút. Em sống chưa? Nó bụng kinh. Chút để em chạy. Bữa nay họ rảnh ra là họ ngồi họ sẽ lướt TikTok chứ không mới lướt Facebook nữa không. Thành tốn rưỡi chuyến dài vậy. Hơi bò đinh ninh là ro nhanh gì nhanh chứ để khuya lạnh, nên là mới tranh thủ đi sớm đó. Mà ơi dài nhìn lại đồng hồ quấn hồng. Mỗi lần mà đi sắm đồ lại nhân bị lố không biết thời gian luôn á mấy nghe. Ngồi nó mưa tầm mới tỏa. Một đứa mua keo đó.
sớm đâu. Còn món bây giờ bánh nà bánh nuối tù lô. Cái ngầu cần. Ngầu nói chuyện. Tôi thấy mình nhắn tin. Chứ nó đi chạy áo em hả? Cho chị hứa hả? Không, bên đây cô Mười tất niên. Cô Mười để đó trưa cô Mười đem đồ ăn qua. Nay bữa nay mới hôm qua, chiều mới mới qua. Trưa nay ở nhà. Chưa vô, đứa gì vô? Vô đeo khẩu trang vô nghe. Ấy còn nhỏ. Đứng cả khẩu trang. Mình đặt cái vụ mà à. Trời ơi, đặt ngán kinh khủng thiệt. Cái vùng cho nên có rờ ta lên hăng mà nó cứng kinh. Cứng luôn nè, thấy không? Trời. Nghe ngồi giúp chị xíu xíu à, ok.
Sao vậy? Tắt đi. Sao rồi?